Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là Mê Game đây. Hôm nay mình sẽ chơi lại con game Long Tướng mà là bản Trung Quốc, vì bản Việt đã sập từ rất lâu trước đây rồi. Ok, giờ thì chúng ta bắt đầu thôi.
Thank you.
Thank you.